Hello các em, chắc hẳn trong các em ai cũng thích món bánh donut thơm ngon đúng không nào? Nhưng hôm nay sẽ hơi đặc biệt một chút vì chị sẽ hướng dẫn các em cách vẽ một chiếc donut không hề thơm ngon mà cũng chẳng hề đáng yêu. Đó chính là một chiếc bánh trên tay chị đây. Một chiếc bánh donut con ma, chúng ta cùng bắt đầu vẽ nào! Đầu tiên, chị vẽ một hình tròn. Thêm một hình tròn lớn hơn bao quanh phía ngoài. Bên trong hình tròn nhỏ, chị vẽ hai đường thẳng. Thêm hai đường nữa làm chiếc răng. Những đường cong nối hai chiếc răng. Hàm răng dưới chị vẽ tương tự. Phía trên hàm răng chị vẽ hai hình tròn làm đôi mắt. Thêm hai chấm nhỏ trong mắt. Đôi lông mày. Phía dưới miệng, chị vẽ những đường uốn lượn nối hai đầu chiếc bánh. Thêm một đường uốn lượn phía trên tạo hiệu ứng bánh chảy. Sau đó chị trang trí chiếc bánh bằng những hình chữ nhật rải rác bên trong. Cuối cùng là một chú nhện tinh nghịch trên đầu như thế này. Vậy là chị đã xong những nét vẽ cơ bản rồi, chúng ta cùng nhau tô màu nào! Ta là chiếc bánh donut đáng sợ nhất đây. Chị đang thắc mắc là nhìn những hình ảnh này thì còn bạn nào muốn ăn chúng ta không nhỉ? Chắc chắn là không rồi. Chúc các em có những giây phút sáng tạo cùng Bum Bum TV nhé. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các em ở những video sau. Bye bye!